2 các bạn. Chào mừng đến với Trung Nguyên TV. Hôm nay mùng 1 đầu tháng các bạn. Hôm nay mình lên hẳn 6 bao cá koi. Thì trong đó có một bao là size mini, còn đâu là 5 bao là size nó hơn mini. Đấy, tức là rất các bạn chờ đợi rất là lâu cái lô này lên rồi đấy. Nên là size nó size hàng nhớ nhớ. Đây độ khoảng 40.000 50.000 một con là đa số. Đấy thì mà cá rất là đẹp các bạn, màu sắc rất là đẹp và có cả koi bướm bé rất là nhiều. Đấy, rất nhiều các bạn hỏi cái lô này đấy. Thì hôm nay mình lên hẳn 5 bao luôn và xe lô này sẽ vẫn còn rất nhiều. Bây giờ mình vì hôm nay mùng 1 nhiều việc quá. Vừa nãy cũng kéo về đây tự kéo vào đấy, không quay kéo được. Giờ còn kéo xong cá vào xong này hết rồi, bây giờ mình mới quay video giới thiệu các bạn. Đấy, giờ mình sẽ cho cá ra để quay trực tiếp để xem cho các bạn xem nhé, xem cá lô hôm nay đẹp xấu như nào nhé. Ok. Đấy các bạn ơi, mình tạm thời cho 4 bao ra rồi. Tại vì cá mini mà không thể cho nhiều một phát ra được như cá to được. Cá bé này dội nước đầy phát nó sẽ tràn theo chậu ra luôn. Cả dẫm lên đấy kìa. À mấy con chết rồi. Thì đây như các bạn ấy xem rồi đấy. Cá này rất nhiều màu luôn. Và cũng lên thêm được một ít mini, nhưng mà mini này bao này đóng hơi nhiều, hơi dày. Nên là cũng nhìn này, à nó cũng mệt thôi, đóng dày còn nó mệt, vẫn tưởng chết nhiều. Đấy, mini. Thì hôm nay mình cũng rất là nhiều việc nên là mình cũng quay nhanh, không quay chi tiết được các bạn. Vì lô mini này thì cũng giống lô mini lần trước mình quay thôi. Đấy, được một bao mini đấy, nhưng mà cũng nổi rất nhiều, không phải ít đâu. Đây thì lô mới lên đây. Lô này mới là lô chủ đạo, hôm nay là 5 bao đây. Size này thì cũng gọi là size trên mini đấy các bạn. Nhi đồng. Rất nhiều màu. Các bạn nuôi mini nhỏ hẳn kia thì các bạn nó có ao nuôi là tốt nhất. Đây bướm này. Còn hàng này nó to hơn thì nuôi sẽ dễ nuôi hơn là mini kia. Rất nhiều màu luôn. Đây bướm nữa.
Con này đẹp. Cân đối. 7 dòng. Con này 7 dòng. Đây bướm bé này. Bướm tin hin đấy. Con đuôi nó dài phết rồi. Đây. Em này đẹp đây. Dải rồng đây, bướm đây. Rồi, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Ánh kim luôn nha, vạch ánh kim luôn nha. Con em này to thì giá trị hơi bị cao ấy. Vảy rất là đều cân đối. Thì vảy trên lưng ánh kim lên rất là mạnh. Bé này rất là đẹp luôn, tương lai. Ok, quay nhanh gọn thôi. Vì hôm nay thực sự là rất là nhiều việc. Bây giờ mình sẽ cho cá vào trước, cho mini này vào bể đi luôn, nhưng mà yêu quá vì cá lên số lượng này rất là nhiều các bạn. Em mình không quay thời gian dài được nên các bạn thông cảm. Đây cả bướm hai màu đấy. Đuôi rất là dài luôn các bạn. Thì mình sẽ làm quen, cho làm quen nước rồi mình sẽ cho vào bể luôn. Nước sờ trong bao nó rất ấm các bạn nhé. Mình được dội vào nhiều hơn nữa để cho vào nó sẽ sốc nước. Hai nhiệt độ chênh lệch nhau hơi nhiều. Đấy, xong thì mình sẽ bóc nốt hai bao này ra rồi mình sẽ cho vào bể, rồi mình sẽ quay cả bể cho các bạn xem sau nhé. Giờ mình sẽ cho cá vào đây. Ok. Đây các bạn ơi, mình đã cho cá ra đây rồi, hai bể nhá. Đấy. 5 bao này mình cho ra hai bể.
để các bạn có thể nhìn thấy cá đủ các size luôn. Và giá sẽ đây mình thông báo giá luôn, thế là từ vẫn có hàng 5.000, có ít như 5.000 thì cái lô mini kia đó, mẹ holo hôm nay lên 6 bao là sẽ có hàng 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 có, vì rất nhiều con to chứ không phải bé đâu ạ, cũng khối còn to phết đấy. Còn như em trắng trắng đấy, size khoảng 20 rồi đây. Và những em mà hàng nó độc độc một chút thì nó cũng đắt đắt hơn những con khác. Đây, về cơ bản là cá size này đang rất rất nhiều các bạn hỏi và rất là chuộng. Rất nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, quá nhiều luôn. Đấy, bạn nào cần số lượng cứ inbox. Đấy, lấy nhanh. Nhưng mà lô size bé như này các bạn phải dùng là nó có thời gian, có thời điểm của nó thôi chứ không phải là lúc nào cũng có. Đây là một bao mà lúc về mình bằng một bao mini đây. Hàng 5.000, 10.000. Đấy. Đây chính là cái hàng mini các bạn nhé. Nó cũng nhiều màu như cái lô mà hôm trước mình quay rồi ấy. Thì thực sự các bạn hôm nay mùng 1 là mình quá bận luôn. Phải 9 rưỡi lúc cá về đấy, làm xong việc 9 rưỡi mới đóng cửa đi ăn. Đấy, ăn tối. Còn buổi trưa thì đúng là ăn xong lúc mới là gần 3 giờ 2 rưỡi mới bắt đầu ngồi ăn. Quá là bận hôm mùng 1. Chứng tỏ là tháng này mình cũng khá là vất vả các bạn. Đây là size 20, 25, 30. Đây là đấy, size bé mini. Rất nhiều. Thôi ok. Đến giờ thì video này là mình quay, là quay sau khi là mình mình đã đi ăn uống về rồi, giờ mình mới tiếp tục mình quay tiếp các bạn. Vì giờ này nó đang là 11 giờ đêm rồi chứ không phải là lúc nãy mình mới quay đâu. Giờ đây là video tiếp theo thôi. Đã quá nhiều việc nên tranh thủ quay lúc thả cá rồi thả xong thì lại đi làm việc tiếp, xong ăn uống xong giờ mới vừa về xong. Thôi ok, giờ mình kết thúc video để làm video rồi đăng lên cho nhanh cho các bạn xem, để các bạn đặt hàng luôn. Mình sẽ những lô như này thì chắc chắn là cũng chắc là tối nay mà đăng được video này lên thì ngày mai sẽ lại càng đông khách hơn đấy các bạn ạ. Chắc chắn luôn, những hàng mà như nhỡ kiểu như này bán cực kỳ chạy. Và cũng quá là nhiều màu luôn. Thôi ok. Đây, mình kết thúc video này thôi. Các bạn thấy video mình hay thì đừng tiếc một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhất các bạn nhé. Và các bạn lưu ý thì mình là kênh này mình đã thống nhất với các bạn là mình chỉ có quay cá thôi. Còn những video mà quay những thứ khác về hướng dẫn các thứ, để quay những cái đồ máy, đồ lọc, đồ gọi là về trang trí thủy sinh, bể cá, vật liệu lọc, những cái gì liên quan đến cá thì mình sẽ quay vào kênh. Hiện tại tên kênh đang là Trung Nguyên Coi Farm đấy các bạn nhé. Nếu các bạn, nhiều bạn sẽ tìm kiếm sẽ hơi khó, thì các bạn xuống dưới phần bình luận ấy thì mình sẽ ghim cái link video trong đấy lên đầu đấy, lên đầu bài đấy, thì các bạn sẽ bấm vào video đấy và các bạn sẽ nhìn thấy kênh của mình luôn. Các bạn bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh đó nhé. Rồi ok, tạm biệt các bạn, bye bye.